Huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag vẫn tại vị. Nhà Glazer vẫn chưa giao bán thành công câu lạc bộ, nhưng không hề quá khi nói rằng Man United đang bước tới một triều đại mới. Một chương cũ đầy u ám đã khép lại với cái tên chốt sổ là Cristiano Ronaldo. Anh Bảy không kiếm được một hợp đồng nào ở châu Âu và buộc phải tới Ả Rập Xê Út dưỡng già đã thay cho lời khẳng định những bước đi của Man United thời gian vừa qua là hoàn toàn chính xác. Họ đã thay đổi, chủ động đập cái lỗi thời để đi theo cái mới. Cái mới chưa chắc đã hiệu quả, nhưng chí ít thì nó có tiềm năng. Và như vậy là đủ với những con người hoài bão ở Old Trafford. Kiên quyết chia tay Ronaldo là một trong nhiều quyết định đoàn kết của ban lãnh đạo Man United, trong đó có sự tham gia của huấn luyện viên Erik ten Hag. Trong suốt 10 năm qua, Man United dù được gắn mác là một lâu đài, nhưng thực chất thì là một công trường lộn xộn, với quá nhiều luồng ý kiến, quá nhiều kẻ chỉ nói mà không làm. Sự đi xuống của Man United nằm ở việc ngay trong thượng tầng đã không có tiếng nói chung, dẫn tới những xung đột trực tiếp. Với Ten Hag và những chóp bu bây giờ, chuyện dễ giải quyết hơn nhiều. Ngay như trong cuộc họp bất thường sau buổi phỏng vấn gây tranh cãi của Ronaldo, Ten Hag và hai giám đốc của câu lạc bộ nhanh chóng đưa ra phương hướng xử lý, đó là lập tức chấm dứt hợp đồng với cầu thủ, có thể được xem là tượng đài của câu lạc bộ. Đây là một quyết định vô cùng dũng cảm, bởi ai cũng biết tầm vóc của Ronaldo lớn như thế nào. Cùng với đó, cũng chính tại đây, trong cuộc chiến giữa thầy và trò năm 2018, Jose Mourinho đã phải cúi đầu rời đi vì ban lãnh đạo Man United chọn Paul Pogba. Chuyện như vậy không tồn tại nữa. Erik ten Hag được ủng hộ hoàn toàn. Mọi quyết định của chiến lược gia người Hà Lan dù gây sốc đến đâu vẫn được bảo kê đến cùng. Ngoài chuyện Ronaldo, còn là chuyện về Harry Maguire và Jadon Sancho. Dù vừa có một kỳ World Cup 2022 rất ấn tượng, Harry Maguire vẫn không phải là sự lựa chọn hàng đầu của Erik ten Hag. Cựu thuyền trưởng Ajax ra tuyên bố rõ ràng, Maguire cần phải cải thiện rất nhiều thứ mới có thể quay trở lại đội hình chính. Cần nhớ rằng Harry Maguire mang băng đội trưởng của Man United và việc Erik ten Hag tha để Luke Shaw làm trung vệ bất đắc dĩ còn hơn là chọn Harry Maguire bị nhận xét là thiếu tôn trọng cậu học trò. Nhưng Erik ten Hag có cái lý của riêng mình. Ông cương quyết bảo vệ quan điểm của mình đến cùng và chí ít thì nó vẫn đang phát huy hiệu quả. Tiếp đến là chuyện lưu đày Sancho. Ai đó có thể giải thích vì sao khi Premier League đã trở lại sau quãng nghỉ dài mà bản hợp đồng trị giá 72 triệu bảng của Man United vẫn phải tập luyện một mình ở Hà Lan và chỉ vừa mới về nước. Sancho đã gây nên tội gì mà bị cách ly với xã hội như vậy? Lần cuối cùng Sancho tập luyện cùng đội 1 của Man United là hôm 30 tháng 10. Anh không cùng với toàn đội Man United sang Tây Ban Nha để tập huấn trong giai đoạn World Cup 2022. Erik ten Hag nhận ra Sancho quá yếu thể lực. Ông yêu cầu Sancho cải thiện gấp điểm yếu đó nhân dịp tiền vệ sinh năm 2000 có quãng nghỉ dài. Qua lời giới thiệu của Erik ten Hag, Sancho sang Hà Lan để rèn thể lực tại câu lạc bộ nghiệp dư OJC Rosmalen. Sancho đã xóa sạch mọi tài khoản cá nhân trên mạng xã hội. Truyền thông Anh cho rằng cựu cầu thủ Dortmund đang có vấn đề về tâm lý. Một số nguồn tin khác thì nhận định Sancho muốn gác lại tất cả để tập trung lấy lại phong độ. Mới nhất, Ten Hag thừa nhận Sancho chưa thể trở lại thi đấu. Cụ thể, nhà cầm quân người Hà Lan cho hay bây giờ không phải là lúc để Sancho trở lại đội hình, nhưng cậu ấy đang tiến bộ. Chúng tôi sẽ xem khi nào anh ấy sẵn sàng trở lại. Cậu ấy đã trở lại Manchester và sẽ bắt đầu tập theo chương trình huấn luyện cá nhân. Nhìn chung thì Sancho có vấn đề, Maguire có vấn đề, nhiều trụ cột khác cũng có vấn đề. Nhưng con tàu Man United thì vẫn đang tiến về phía trước. Đây là một kỳ tích của Erik ten Hag. Ông xứng đáng nhận những lời tán thưởng. Bằng một cách nào đó, một quỷ đỏ vốn rất yếu bóng vía lại đang vô cùng bản lĩnh, thi đấu bằng chính những gì đang có trong tay mà vẫn hiệu quả. Marcus Rashford, Anthony Martial, Christian Eriksen, Fred Gibbon, McTominay, Wan-Bissaka, Casemiro kiến tạo. Man United với toàn gương mặt cũ vẫn có thể thi đấu bay bổng. Đó chính là thông điệp mà Erik ten Hag muốn truyền đi. Vấn đề ở MU vẫn luôn nằm ở sự tư duy và sự tự tin. Ten Hag đã khai thông được những vùng ưu tối của các học trò và giúp họ trở thành những phiên bản tốt hơn rất nhiều. Một khi đã tự tin và biết mình phải làm gì, Luke Shaw hay Casemiro đá trung vệ vẫn ổn và Wan-Bissaka thì cũng có thể kiến tạo như là Trent Alexander-Arnold. Rashford, dù là thi đấu bên hành lang trái hay phải thì vẫn nguy hiểm như thường. Một cầu thủ có đầy đủ tố chất để trở thành một siêu sao như Rashford thực sự cần những lời chỉ dẫn tận tình của Ten Hag để bộc lộ tối đa nguồn năng lượng trong người mình. Chuyện cũ giờ đã ở lại hết sau lưng, Man United bây giờ chỉ tiến về phía trước. Lần lượt Bruno Fernandes, Eriksen và cả huấn luyện viên Erik Ten Hag đều nêu cao tinh thần đó.
Quỷ đỏ vốn đã sống trong quá khứ đã lâu và bây giờ chính là lúc họ phải quyết liệt nhảy ra ngoài vùng an toàn để liều lĩnh. Trong khi Liverpool đã chiêu mộ thành công Cody Gakpo, Chelsea chuẩn bị có được Enzo Fernandez, thì Man United vẫn đang bình chân như vậy và nhiều khả năng cũng sẽ không tạo bom tấn trong phiên chợ giữa mùa. Đúng như Ten Hag nói, ông muốn tập trung cải tạo những cầu thủ đang có trong tay hơn là mang về những gương mặt mới và mất thêm công đào tạo từ đầu. Man United của hiện tại chú trọng vào một tập thể đoàn kết. Họ không còn những tên tuổi quá lớn nữa rồi, cũng không còn những cái tên bị truyền thông nhắm vào mỗi ngày. Đội hình hiện tại chính là mơ ước của Ten Hag kể từ lúc nhậm chức, nơi không còn bất cứ chướng ngại nào cản trở những ý tưởng của ông. Man United lúc này có mạnh hơn thời điểm Ronaldo, Harry Maguire và Sancho đá chính không? Họ chưa chắc đã mạnh hơn, nhưng chắc chắn là đoàn kết hơn, vì nhau hơn và quyết tâm hơn. Ở đây không ai còn thi đấu vì bản thân nữa. Giá trị cá nhân là thứ bị triệt tiêu hoàn toàn bởi Ten Hag. Hiện tại chỉ có một Man United và tất cả các cầu thủ phải dốc sức đẩy cái tên này đi lên. Ngoài chuyên môn, Man United cũng bị tác động nhiều bởi những diễn biến bên ngoài. Cách đây ít ngày, hãng công nghệ TeamViewer dừng hợp đồng 235 triệu bảng với Quỷ Đỏ. Sau thời gian hợp tác, Manchester United và TeamViewer AG đã đạt được thỏa thuận cùng có lợi. Manchester United sẽ có tùy chọn mua lại quyền đối với mặt trước của áo đấu cho nhà tài trợ mới, đại diện câu lạc bộ bóng đá Anh thông báo. Theo thỏa thuận, logo TeamViewer vẫn xuất hiện trên áo đấu cho tới khi tìm được nhà tài trợ mới. Sau đó, công ty sẽ đóng vai trò đối tác toàn cầu đến khi kết thúc hợp đồng năm 2026. Hợp đồng của Man United với TeamViewer là hợp đồng thương mại lớn nhất của câu lạc bộ sau thỏa thuận trị giá 750 triệu bảng với Adidas. Chưa hết, nhà Glazer có thể hoàn tất việc chuyển nhượng lại Man United cho một chủ sở hữu mới trong khoảng 3 tháng đầu năm 2023. Bạn sẽ cần tập trung theo dõi khoảng thời gian này khi việc chuyển giao Man United có thể diễn ra rất sớm. Chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein khẳng định, đó sẽ là một thời khắc địa chấn trong lịch sử của Man United. Nhà báo của tờ The Athletic nhấn mạnh, giới chủ của Man United đang đẩy mạnh việc chuyển nhượng lại toàn bộ đội bóng trong quý đầu tiên của năm 2023. BBC cũng tiết lộ gia đình nhà Glazer sẽ hoàn tất việc bán Man United trước khi mùa giải 2022-23 khép lại. Thời điểm Man United đổi chủ có thể đến nhanh. Nhà Glazer mới thông báo kế hoạch bán Quỷ Đỏ hồi đầu tháng, nhưng có lẽ họ chỉ cần khoảng 6 tháng để hoàn tất quá trình chuyển nhượng lại đội bóng. Đội bóng đổi chủ, đổi luôn nhà tài trợ áo đấu, sắp tới thì có thể đổi nhiều thứ khác. Nhưng có một thứ cương quyết không đổi, đó chính là niềm tin của Erik Ten Hag và các học trò trong việc hồi sinh thương hiệu Man United. Thông tin mà tôi nắm được đều là tin tốt, bởi vì sẽ có thêm nhiều đầu tư vào đội bóng, Ten Hag chia sẻ. CEO Richard Arnold nói rằng nhà Glazer rất cởi mở và thẳng thắn. Chúng tôi đã nói chuyện về văn hóa, về mục tiêu và Richard khẳng định mọi thứ sẽ không thay đổi, chỉ có thể tốt lên bởi sẽ có nhiều tiền hơn đổ vào. Hiện có một dòng tiền lớn từ Trung Đông đổ vào nước Anh, Man City là tiên phong, Newcastle United cũng thuộc về quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út và đang phát triển thần tốc. Ronaldo thì thậm chí đến Ả Rập Xê Út thi đấu. Khi được hỏi về việc liệu có khả năng cạnh tranh với những đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh như vậy, Erik Ten Hag tự tin. Đương nhiên chúng tôi có thể. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chiến lược chứ không đơn thuần là tiền. Khi bạn không có cầu thủ giỏi và đúng ý đồ, bạn không thể thành công. Giải đấu này đòi hỏi bạn phải có cầu thủ chuẩn. Nếu nhìn về Man United thời điểm chúng tôi mới bắt đầu, bạn nhận ra đội bóng không thống nhất và vì thế không thành công. Còn bây giờ, ít ra tình thế đã tốt hơn vì mọi người đều đoàn kết. Chúng tôi đang tiến lên theo một chiều hướng đúng đắn, nhưng vẫn cần khắc phục rất nhiều chỗ. Sự thỏa mãn khiến bạn lười nhác. Nếu bạn quá tự mãn với bản thân, thì chắc chắn không thể duy trì chất lượng. Nhiệm vụ của tôi là kiểm soát và tạo ra chuẩn mực. Chúng tôi phải sống với đòi hỏi cao mọi thời điểm, và chỉ như vậy mới có thể cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu Premier League.